Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đây có mẫu xe đạp địa hình XDS-IX380, một dòng xe đạp khung nhôm sử dụng vành bánh 27,5 inch và đề chuyển động của xe là Shimano Aceza, phanh dầu của Techo. Khung nhôm được sử dụng loại nhôm X6, rất là nhẹ và cực kỳ là bền. Dây thì toàn bộ đã được chạy hết âm sườn. Với một cái tông màu xám pha với đỏ. Đấy, rất là đẹp. Khung sườn thì màu sắc sơn si thì cũng còn rất là mới các bác nhé. Chỉ có là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về, cho nên là nó sẽ xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Đấy, còn chất lượng xe hay là những thứ khác, toàn bộ xe thì còn cực kỳ là tốt. Đấy, thương hiệu XDS cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và cũng cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Một cái thương hiệu chuyên cho ra đời những chiếc xe đạp ngon bổ rẻ, cấu hình cao và giá cả thì rất là hợp lý. Như chiếc xe này thì em đang bán là 7.900.000 các bác nhé. Đấy, và được một cái bộ cấu hình vành bánh là 27,5 inch, rồi đè chuyển động các thứ là Shimano Aceza. Dòng này cũng là dòng Aceza đời mới các bác nhé, với 9 nít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Thì toàn bộ chiếc xe này là nguyên zin hết 100%, có nguyên zin 100%. Cái đàn đũa rất là đẹp các bác nhé, đàn kiểu tâm đuôi song song này, rất là đẹp. Lốp thì sử dụng quả lốp của Maxxip, cái bản lốp là nhân 2.0, bản lốp khá là lớn. Đấy, thì các bác đi có thể nó sẽ bám đường tốt và như là leo núi, leo dốc thì rất là ngon. Đấy, trên phần ghi đông cũng được trang bị tay bấm xả Shimano Aceza, ba speed và đây là 9 này. Phanh dầu các bác nhé, sử dụng phanh dầu của Techo. Giảm sóc thì là giảm sóc dầu thủy lực, giảm sóc này là nguyên zin theo xe rồi. Vành bánh 27,5 inch Mayer là Lovatec, bánh chạy bi vòng các bác nhá, bi vòng bạc đạn. Đấy, một cái bộ cấu hình cũng rất là tốt, trong cái phân khúc giá thì có là 7.900.000. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62 đến 1m72 đi là phù hợp. Chuyển động rất mượt các bác nhé, 9 tầng lít 3 tầng đĩa, sử dụng cấu hình Shimano Aceza. Xích màu mạ vàng rất là đẹp. Và giá bán của xe bên em đang bán là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bỏ hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em mới lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.